Hello và xin chào tất cả các bạn đã đến với Kenshin Mobile. Hôm nay chúng ta lại chơi tựa game Bully Cool là ship gì đấy, vân vân và mày mày ơi, tao vừa mới vô game nha 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 không nha đó nữa. Thấy không? Nha. Mình tính là thấy chưa? Mình tính đâu có tính đánh người này nọ vô đâu. Tính là người tốt mà, người đàng hoàng mà. Cuộc sống nó đâu cho mình đâu hả bạn? Vừa mới vào game luôn. Chưa kịp làm gì mà bị thanh niên lại kiếm mối rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ cho cái thằng Peter này, cái thằng không phải thằng Yagi gì đó. Thì hai cái này đang đối thoại với nhau. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. This is gonna be fun. Ok, thì cái cuộc hội hội đó thì mình cũng không có dịch ra được nhiều bạn. Thì chỉ biết rằng là thanh niên Gagi đang chọc cái thanh niên Peter các bạn. Là đang chê thanh niên ấy khá là yếu đuối. Và anh ấy như có chơi với mấy đứa mình ký túc xá nữ hay gì mà thì vấn đề đó mình không có được rõ cho lắm, thì bây giờ mình sẽ chạy theo cái nhiệm vụ này thôi. Ok, thì chúng ta lại diễn biến qua một cái cục diện khác. À, hai này lại tranh cãi với nhau nữa bạn. Bị ông này ra nạt. Ông đó ông chỗ gì vậy? Rồi hàng nhắc cái. Ba thằng đi mà hai thằng bỏ chạy rồi. Sao? Muốn gì? Giờ muốn gì? Gì vậy? Và ông này ông hỏi mình có rượu không, mình này nói mình mới 15 tuổi à, uống rượu gì, 15 tuổi mà đi uống rượu. Thì ông này ông nói ông mới thích phong cách của mình, thì nói mình rất là can đảm à, không có bỏ bạn bè chạy như hàng kia. Ok, thì mình biết đánh nhau mà nên nhiều người sẽ khá là thích cái này đó. Ông này ông sẽ nói ông sẽ dạy cho mình dạy tuyệt chiêu, nhưng trước đó mình phải đi kiếm một cái radio hay cái gì đấy. Âm lượng hơi bé nên mình mới bật âm lượng lên lại bạn. Thì cái gì đây? Trời ơi. Anh niên gia đình cậu con đen hôi đen hiếp nhau gái. Sao? Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì? Muốn gì? Ê, đồng đội nó tới rồi mà. Mày, ai đánh mọc hả? Ừ.
2 đến 1 rồi. 3 đến 1 luôn. 4 thằng luôn, cũng không nhắn nữa, số 3. Hạ tới con thằng rồi. Đi đi. Mày. Bỏ nha, bỏ nha, bỏ ngoài. Chạy hả? Để cho mày chạy à? Để mày chạy hả mày? Chừa cái hối đó nha. Chừa cái hối đó hội đồng tao nha. Quay là mình sỉ nhục nó cái nữa mà. Ok thì tiếp tục làm đi kiếm cái món đồ của ông ấy, cái kiếm dọn cái radio. Thì đây là khu vực ở vòng ngoài các bạn. Nó không nằm trong khuôn viên của trường học. Nên sẽ có những thanh niên đầu gấu ở đây nè. Đây. Cụ Hoàng, chắc là bên cụ Hoàng này rồi. Đây, radio đó bạn. Giờ sẽ đi giao nộp cho ông ấy, để coi ông ấy ông chỉ cho mình được cái skill gì hay hay để dành đi đánh nhau được cũng được. Anh đi nó chạy lẻ như mới chạy ra đây không mất tiêu rồi. Ok, thì đây, cái radio của ông đây nè. Rồi, có skill gì hay hay chỉ tôi đi. Để tôi đi đập mấy hàng kia. Rồi, rồng. Tưởng gì vậy hả? À? Đúng quá hả? Rồi, bắp dữ vậy? Biết nãy không có đi lấy cái kia cho ông. Lấy gì đâu mà chỉ cho cái chiêu. Cái chiêu bình thường nhất mà mình đánh bình thường cũng sử dụng. Cái gì sẽ hay lắm. Hiện tại là gần 11 giờ đêm rồi. Giờ sẽ chạy về nhà thôi. Bây giờ phòng ký túc xá ngủ thôi mà. Ngủ mai sáng đi học rồi. Thì quay ra ngõ hẹp bạn à. Thanh niên lúc đầu vô hết nè. Thì các bạn có coi cái series này cũng biết thanh niên này lúc khi mà đầu vô mình phải nạp ok cho nó. Không quýnh này, không quýnh đâu ấy. Có dâm thị đó nè. Tha nó, tạm tha nó này. Lần sau chúng ta sẽ phục hồi tiếp. Anh này nó bảo kê mình nó trong cái ngôi trường này. Mình sẽ chớn lắm mà. Cái nào mình dẹp lọ nó. Tập nó cho nó an toàn, cho nó ra bã mới được. Bỏ cái hối mà đi hiếp bạn bè. Thì đây giống như là học bên trường cấp 3 mà. Mình thì mới nhập học chắc lớp 10 thôi. Thằng đó là đại ca lớp 10 á. Còn những thanh niên kia thì khóa tên nữa. Lớp lớn hơn xíu. Nó 11, 12 gì đó. Tầm tầm vậy á. À, cái thằng áo xanh lật lật này lớp tên nữa nè mà. Không phải lớp mình. Bỏ nha, bỏ nha, bỏ nha mày. Lớn là lão à, lớn là lão à. Trò mày nóc ào luôn mà. Nóc luôn. Cái nhiệm vụ, có một cái nhiệm vụ ở bên phòng viết xóa nữ nè.
thì chắc sẽ làm sao giờ cho mình sẽ chạy vô mình đi học á. Này thì hiện tại sáng sớm mà hay không khí nó hơi u ám chứ, mưa quá bạn. Cái anh em này vẫn còn đang kiếm chuyện với mình nha. Để ra khi nào mà tao triệt hạ được cái thằng đồ gấu ra, quay bớt không còn rồi. Lớp quá học của mà chi nè, khóa học 2. Ok thì nó sẽ có bốn cái biểu tượng nè, bạn chỉ cần nhớ được cái vị trí của nó thì ấn theo canh ngay giữa thì ấn theo. Khá là điêu luyện mà. Đấy đấy, hiện tại thì mình thấy lớp hàng bắt đầu cái tốc độ nó nhanh hơn rồi, nhanh hơn cái tập trước. Cái lớp quá một mà thì mình đã chế được bơm thúi, kiếm nào test thử. Đây con nhỏ gái nè, nhỏ này khá xinh, không sử dụng đi đâu. Ở ngoài hiện tại vẫn còn đang mưa, tường gì đâu mà đi tới đâu thấy quýnh lộn suốt ngày luôn, quýnh lộn mà không mệt mỏi luôn mà. Rồi trời mưa, ông thầy đó ông đi cầm cái cây cạo nước đây rồi. Gì muốn gì? Ui ui, đúng rồi đúng rồi, cho mày ơi, nó đó, nó hiếp em trước rồi. Cho em không làm gì nữa đâu, đúng rồi thầy, mày vậy mới đúng. Thôi đang tán tỉnh nhỏ này, nó đốt đỏ này khá là nhìn được cái trong những cái đứa con gái này. Ok, chúng ta sẽ tới lớp tiếng Anh 2 thôi. Tiếng Anh 2. Ok, thì bạn nào mà có chơi mà không có biết cái này thì bạn có thể dùng cho mình thôi, để mà qua môn học các bạn, chứ hơi nhiều khi không qua được môn học à. Mình thì cũng lên mạng mình nghiên cứu rồi, chứ mình cũng có hay giúp tiếng Anh lắm, tiếng Anh khá là dở. That's right. Keep it up. Well done. Good one. Well done. Good. Keep it up. Well done. I'm afraid that's not English. Try again, James. Ok, thì chơi chữ cuối cùng thôi bạn. Good one. Ok, xong. Một tiếng Anh 2. Thì
tên mấy cảnh bìa mình sẽ để cái Skyfall chữ on my app. Adlib một hai cho các I bạn. don't Bạn nào mà thắc feel mắc any thì có thể lên better đây right now. Nothing will make me better. coi lại You're dead video meat. này. Look, I Đấy, think I need to go đấy. change my shorts. I'm Sau good. khi mà học được tiếng Anh nữa thì mình show nó rồi nó bỏ chạy luôn mà. Không dám mà đấm tả. Ok, thì bây giờ chắc sẽ chạy về làm nhiệm vụ thôi. Xem còn nhiệm vụ hôm nay có gì hay ho không? Mà chị vào cái túc xá nam tới đây. Sorry. Sorry about that. Out. Stop, Gary. Trying to watch this. Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you Come like on. watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening Ow. Him up. Ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, Peace Stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Oh, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Ow! Pea Stain, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Boop. Stop. Sorry. Ok, thì cái nhiệm vụ này thì khi mình bảo vệ thằng Bucky các bạn được ăn mập cái thằng mập mà cái quần ông kéo gít đó bạn, nó nhờ vả thì mình sẽ giải quyết một số cái băng nhóm trong cái trường học này để chiếm cái ngôi ok cái trường này đúng. Và hiện tại thì mình sẽ đi bảo kê thằng Bucky này. Ok, thằng Bucky đang bị hai thằng đánh nhau. Nên mình cầm cái cây bên ta Bucky còn nửa cái máu rồi. Được rồi, nắng tay mình luôn. Đó, nắng xịt xối luôn mà. Mà thấy không? Nên đang cầm cái cây rửa quấn. Ý, trời ngoài. Mày rồi, muốn gãy cái cây đánh món chài luôn mà. Đi hả Buki? Tôi sẽ bảo kê bạn từ đây. Rồi, theo tôi. Tội. Chạy đi Buki, thằng cái nó gượt bạn ra. Gõ đầu mày hay bạn nha. Lóc eo như mày, lóc eo như mày. Thì đây, đây là cái dự án khoa học của cái nhóm của thằng này. Ok. Đi thôi. Mày. Để mình lượm theo cái miếng thép hụt này có gì mình sử dụng đây hay chưa? Ôi tôi quấn thằng Bucky muốn đỏ đỏ người. Mình giữ cái này này. Chơi cây thì quá hèn nên bỏ cây ra quấn tay mà bỏ nha, chừa nha. Đi Bucky ơi.
Ôi, con già tục tiểu chứ, vừa mới mở cửa ra phun nước miếng à. Ok, thì anh niên xong sau khi vợ của anh niên tặng cho mình một cái lướt cái dán trượt các bạn. Được á. Đâu rồi, cái dán trượt đâu rồi? Ừ. Được đâu? Như bị lỗi gì rồi ta? Ok, thì chắc video mình cũng tới đây hết mà. Nếu bạn thấy hay vô vị thì đăng ký kênh cho mình nha. Thì đừng quên để lại cho mình một bình luận để mình cố gắng ghi nhiều video hay hơn nữa. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.